Thưa quý vị và các bạn, tới nay, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đã và đang được các bộ ngành, các ban quản lý dự án và các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh. Nhiều dự án đã về đích đúng tiến độ và vượt tiến độ. Có được kết quả này do năng lực của các nhà đầu tư, nhà thầu trong nước đã tập trung đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị và các phương pháp thi công tiên tiến. Đặc biệt, có sự đoàn kết, chung tay đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi của các chủ thể tham gia dự án, nhất là các nhà thầu, nhà đầu tư trong nước. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, một trong những doanh nghiệp tham gia dự án cao tốc Bắc Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, một nhà đầu tư vào hạ tầng giao thông ấy, thì ông cho rằng là cái cách thức nào mà những cái nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào hạ tầng đi đến thành công? Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất hiện nay của một doanh nghiệp ở cái đất nước là phải có khát vọng. Vấn đề thứ hai là phải kiên định. Vấn đề thứ ba nữa là phải biết chưa. Khát vọng thì nói nghe nó có vẻ cao siêu, nhưng thực ra là cái mong muốn của mình là gì cho đất nước, cho người dân và cho doanh nghiệp của mình và cho những người lao động, đặc biệt là cho cả cái mong muốn của mình. Đó là tôi nói về cái khát vọng. Cái điều thứ hai tôi nói là kiên định. Nếu không kiên định thì khó làm lắm. Phải kiên định, phải đeo đuổi và phải biết chống chọi và phải vượt khó. Vì chính sách thì bất cập. Nhiều cái khó khăn hiện nay của doanh nghiệp phải trải qua. Môi trường của thế giới nó ảnh hưởng đến chúng ta, dịch bệnh nó ảnh hưởng đến chúng ta. Thì nếu mà chúng ta không kiên định, không tiếp tục đeo đuổi thì các nhà đầu tư hạ tầng giao thông cũng như là các nhà thầu Việt Nam khó mà đeo đuổi tiếp tục để thực hiện được dự án. Tôi nghĩ là ngay cả những lúc khó khăn, tôi cũng luôn luôn biết ơn Đảng và Nhà nước và ngành giao thông. So sánh với cái bất động sản hiện nay thì rõ ràng là chúng tôi có một cơ hội đem đến công ăn việc làm, tạo ra dòng tiền, tạo ra được một cái sức sống của doanh nghiệp. Hiện nay thì các cái ngành khác nó đang gặp khó khăn, thì ngành giao thông chúng tôi cũng có một cái cơ hội hơn hết. Và tiếp theo nữa là chúng tôi tri ân và biết ơn người dân đã tạo cái điều kiện, mong muốn người dân về những cái cung đường hiểm trở, những cái con đèo nguy hiểm thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi để chứng minh được cái năng lực của nhà thầu Việt Nam, năng lực của nhà đầu tư Việt Nam. Và tôi cũng biết ơn đồng sự của mình là các cái doanh nghiệp. Họ đã biết chia bùi sẻ ngọt và biết đồng hành cùng lúc này để cùng vươn tầm sao giải quyết được những cái dự án, những cái công trình khó khăn cho đất nước, khó khăn kể cả đối thủ trong và ngoài nước, thì nó cũng tạo cho tôi một điểm tựa, tạo ra cho mình một sức bật. Thưa ông ạ, doanh nghiệp Việt đã làm được một cái điều là biến khó khăn thành động lực. Thế thì những cái giải pháp nào tập trung để thi công những cái dự án lớn và khó, đảm bảo tiến độ và chất lượng? Đầu tiên là họ phải biết tối ưu về mặt quản trị, tối ưu về mặt công nghệ, và hơn thế nữa thì phải biết chắc chiêu, phải biết thực hiện cái phương thức là quản người, quản việc, quản lợi ích. Thì trong quản người thì phải xây dựng được bộ máy nhân sự, không phải trong ngắn hạn mà kể cả trong dài hạn, và hoạch định cho những cái phương thức, cái cách làm mới. Đấy là con người. Quản việc thì phải lập ra một kế hoạch chi tiết để hành động theo cái công việc của mình, phù hợp với từng giai đoạn của đất nước. Ví dụ như giai đoạn hiện nay là đang tập trung vào đầu tư công này. Nhưng mà giai đoạn tiếp theo nó là PPP và metro, đường sắt, thì phải biết hoạch định công việc mình theo cái đấy. Và cuối cùng là phải biết lấy cái lợi ích làm trọng. Lợi ích ở đây tôi nói là gì? Đặt lợi ích của đất nước, lợi ích của người dân lên làm tối thượng. Và đâu đó thì phải có lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, của người lao động. Và chắc chắn điều tôi không có thể tự dối lòng là phải có lợi ích của cá nhân mình. Nhưng mà lợi ích như thế nào phải phù hợp, miệng làm hàm nhai mà. Nếu không có thì chúng tôi cũng không thể nào có một sức bật tốt hơn hay là có một cái sự sáng tạo tốt hơn. Thưa ông, là Đèo Cả thì đã có in dấu trong cái quá trình mà chúng ta hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km được cao tốc trong tương lai. Vậy gắn bó tham gia nhiều dự án của ngành giao thông ấy, thì là ông cho rằng là cái yếu tố nào để quyết định tới thành công? Yếu tố của sự chung tay. Ở đây thì ai cũng biết khó thì phải chung tay. Chúng tôi khi giải những bài toán khó, khi thực hiện những dự án khó, ví dụ như dự án Bắc Giang Lạng Sơn hay dự án Trung Lương Mỹ Thuận, là hai dự án đều xảy ra vào cái tình trạng là gặp cái đối tượng hình sự hoặc là gặp nhiều cái đối tượng, cái dự án có những cái phương thức tài chính hoặc là nhà đầu tư hay là nhà thầu đều bỏ cổ chạy lấy người. Thì phải xác định là muốn thông đường thực địa thì phải thông đường trách nhiệm. Thế thì các bên phải có cùng trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây tôi muốn nói đến trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của nhà đầu tư, trách nhiệm của nhà thầu và trách nhiệm của cả người dân. Người dân cũng phải hiểu và chia sẻ, chứ còn nếu một mình chúng tôi thì không làm được. Thì cái đầu tiên tôi nói là cái trách nhiệm, mà thể hiện trách nhiệm của các bên. Vâng, xin cảm ơn ông.